Rồi chào cả nhà nha. Cái hàng ná cải tiến bên mình là lại về nữa nè. Thì hàng bên mình á là hàng hộp, hàng loại loại một nha. Còn nếu như các bạn xem á mà nó rẻ hơn á thì các bạn hỏi cho kỹ rồi các bạn hãy mua. Đây. Loại hai á là nó bằng cái gì kỳ lắm. Đây để mình sẽ lấy luôn cái loại 2 cho các bạn xem. Cái này là loại 1. Đó. Nha. Ná cao su cải tiến không có cái cò nha. Ok chưa nè, các bạn nhìn nè. Nó chỉ có như thế này thôi. Nó chỉ có như thế này thôi, được chưa? Ná cải tiến chứ không phải súng ná cải tiến nha. Nếu mà có cái cò thì người ta sẽ gọi là súng ná, được chưa? Rồi mình các bạn xem kỹ nè, báo giá này trước đi, tí nữa cho các bạn xem loại hai mình có lấy về một cái để xem thử nè, cận cảnh chi tiết nè. Đó, bằng hợp kim chứ không phải là cái loại mà nó nhám nhám xù xù, mà nó bằng không biết nó bằng nhựa hay là nó bằng cái gì nữa. Một tí nó sẽ lấy cho các bạn xem sao. Mình bán một cây như thế này nè, kèm theo 4 sợi dây loại 1 nha, nhớ kiểm hàng trước khi trả tiền. 4 sợi dây, một bịch bi. Nó có 3 cục pin trong này rồi nha, một lần xài 3 cục. Thì từ bữa nay bán mình sẽ tặng thêm 3 cục pin cho mấy bạn luôn. 3 cục pin để sơ cua đó. Là giống như tay mình cầm là 210.000. Nhớ là không có cái cò, còn cách chơi như thế nào thì xem kỹ, các bạn xem đi rồi các bạn hãy mua, được chưa? Còn nếu mà các bạn muốn chế thì các bạn mua như này bạn chơi nè. Khi nào các bạn không thích nữa thì các bạn mua thêm cái cò. Cò thì có hai loại, một loại 80.000 và loại 130 thì bằng inox. Inox là cầm là lắc là nó phải hơi lỏng lỏng như nè, hơi lỏng lỏng. Bởi vì là người ta lắp ráp nè, thấy chưa? Nè. Cái này lắp ráp nè. Còn cái còi 80.000 đây. Chờ mình một chút. Nè, còi 80.000 nè. Các bạn thấy không? Nó không có lắp ráp đâu. Cái này là người ta lắp nè, thấy chưa? Nè. Thì cầm nó hơi dơ, cầm nó hơi sọc sạch đó. Gọi là dơ đó. Bị gơ chứ không phải là dơ nha, bị hơi gơ gì đó. Còn như cái này là nó đút luôn, nó đút hết cái khu này, còn mình đóng cái này vô thì các bạn cầm thì sẽ thấy nó là cảm giác sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà nó là loại hai, chất liệu nó bằng hợp kim, nó bằng gan thì sử dụng nó sẽ nhanh hư hơn so với cái cò bằng inox, được chưa? Thì cái này là bán riêng nha, nó không nằm trong đây. Sau này nếu các bạn muốn chế á, thì các bạn sẽ dùng một cái thanh gỗ, các bạn cũng gắn một cái cánh phượng này vô, rồi gắn cái cò này vô là các bạn có thể chơi được. Nhưng mà lưu ý cái này không gắn vào cái này được nha, tại vì cái thân này nó nhỏ và nó bằng hợp kim, được chưa? Cái này là chỉ để bắn ná cải tiến thôi. Và cách chơi là như thế này, cách chơi là như thế này nè. Mình mở đèn laser lên, được chưa? Nè. Mình ngồi bên trái nên là nó hơi khó. Kéo cái này tới cái điểm này. Nè. Tới cái điểm này. Kéo đây tới đây. Đó. Là nó thành một đường thẳng song song. Rồi, mình kéo dài ra. Nè. Cầm ở đây, cầm ngay tay cầm nè, kéo dài ra nè. Nó dài ra được 75 cm được chưa? Này mình kéo chưa hết nha. Đó. Kéo ra căng ra thì cái lực đi nó sẽ mạnh. Mà mình sẽ bắn theo đèn laser, mình sẽ điều chỉnh đèn laser nha. Điều chỉnh laser thì nó sẽ bằng cái cây lục giác nhỏ nhất trong ba cây này nè. Và điều chỉnh nó hai cái con ốc này nè, hai cái lỗ này nè. Một nè, hai nè. Bên trái này á là cái laser mình chỉnh nó sẽ đi lên hoặc xuống. Còn ở phía bên phải á, điều chỉnh cái laser nó qua trái hoặc là qua phải. Rồi chơi thì phải tập,
chứ bắn nếu mà bắn đưa lên về các bạn vừa về các bạn bắn 5-10 viên trúng luôn á thì chỉ có siêu nhân thôi mới làm được. Thế là bây giờ các bạn mua cái này về, mình sẽ đảm bảo với các bạn là bắn hết cái bịch bi của mình tặng, chưa chắc gì đã trúng. Ok chưa? Cầm cái cây này mà bắn một bịch bi mình tặng 150 viên đó, 200g nó khoảng 150 viên đó, là bắn hết 150 viên đó là 10 người là 9 người sẽ bắn chặt lất không trúng gì hết. Bởi vì cái này nó khó chơi, nó khó chơi hơn cái cây ná, khó chơi hơn một cái cây ná bình thường như thế này đó. Hay là cái cây ná inox như thế này nè đó, như thế này là mình cầm lên là mình gắn dây vô mình kéo ra mình bắn nó dễ, các bạn có thể bắn trúng. Còn cái này là hơi khó nè, bởi vì nếu mà các bạn chỉnh la da không chính xác thì nó sẽ không trúng, nhưng mà nếu khi chỉnh la da chính xác rồi mà cái tay của bạn còn rung thì nó cũng sẽ không trúng. Văn ôn võ luyện, văn ôn võ luyện phải luyện cái này nè, bắn là không, nói chung là sẽ khó, nhưng mà khi nó qua được cái khó rồi thì nó sẽ ok. Còn ai muốn chế cháo thì các bạn mua thêm cái cò thì à, đó mình báo giá rồi, cái này bằng hợp kim hay gang đây không biết, nhưng mà 80.000 thì nó sẽ nhanh hư đó, nó chẳng hại gì tới ai hết nhưng mà nó sẽ nhanh hư. Thì 80.000 khi mua chơi được ví dụ như chơi ít thì một vài năm, chơi nhiều thì một vài tháng ví dụ vậy, chứ mình cũng không biết là bao lâu thì nó hư, thì lúc đó là nó 80.000 nó sẽ ra đi. Còn mua cái loại inox này thì nó sẽ lâu hư hơn đó, ví dụ như cái kia chơi được 5 năm thì cái này được 10 năm, bạn nào chơi nhiều quá thì chơi được 5 tháng thì cái này sẽ chơi được 1 năm đó, ví dụ vậy. Tiền nào của đấy mà, một cái 130 còn cái 80, không gắn vào cái này được nha, nhớ giùm nha, không gắn được nha, nhớ lưu ý, ai có ý định mua để chế thì chỉ có thể sử dụng được mình cái này thôi và cái tay cầm thôi với cái laser. Còn cái thân này phải bỏ, gắn một cái thân bằng gỗ vô hay bằng sắt đó thì lúc đó thì mình mới chế được nha, nhớ nha các bạn. Mình bán là có sao nói vậy, nó rõ ràng chứ thôi các bạn mua vậy các bạn không chơi được, tốn tiền của các bạn. Ai đã từng chơi rồi, ai đã từng trải nghiệm cái này rồi và bạn bè chơi rồi thì muốn mua về trải nghiệm thì mua. Còn mà nói mà mua về mà bắn hết bịch bi này không trúng đó là chuyện bình thường nha. Mua cái này về mà bắn, người mới chơi lần đầu á, mua cái này về rồi điều chỉnh đèn laser bắn 200 viên không trúng đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường, nếu như các bạn treo một cái bia lên, các bạn có thể bắn một viên không trúng nhưng 2-3 viên nó sẽ trúng. Thì cái đó là quy luật. Nhưng nếu các bạn đi săn, các bạn bắn 200 viên không trúng đó là chuyện bình thường. Tại vì bắn cái viên đầu tiên á là cái mục tiêu nó bay đi mất tiêu rồi. Bắn viên khác nó cũng bay đi mất tiêu rồi. Còn cái bia bằng treo lên, bắn viên đầu tiên thì hụt, nó là trái một chút xíu, các bạn chỉnh qua bên đây một tí là các bạn bắn lại viên thứ hai là sẽ trúng. Tại vì cái mục tiêu nó vẫn nằm im chỗ đó. Bởi vậy khi mà người ta đăng video lên, người ta bắn hạ, người ta bắn bia, chứ không giống như tụi mình đi săn và bắn thực tế rồi làm clip nó khác. Còn họ bắn bia, họ tập trước 2-3 viên đó, viên này hụt viên sau trúng rồi bắt đầu là cứ như vậy, nó thành cái cử rồi, cứ đưa lên là bắn bụp trúng, lên bắn bụp trúng. Tại vì cái bia nó nằm im có một chỗ nè, nè cái bia nằm đây đi, ví dụ đây, đây cái bia nằm đó, họ đưa lên bắn không trúng, cái sau họ bắn chắc chắn nó sẽ trúng thôi. Rồi cái bia đó người ta treo sợi dây, khi nào nó hết đu đưa thì nó lại nằm im chỗ đó, thì người ta lại bắn tiếp, nó lại vẫn trúng, đúng không? Còn như tụi mình đi săn là mục tiêu nằm ở trên cao nè, nằm dưới thấp nè, xa nè, gần nè, 5m, 10m, 20m, nằm tùm lum hết là nó khác với cái người bắn bia nha các bạn. Bắn bia khác, đi săn khác, thực tế nó khác nha. Rồi xem cho kỹ hãy mua. Một cây cả cải tiến không có cò, 4 sợi dây đó, 3 sợi ngoài, 1 sợi trong ná là 4, 1 bịch bi
Rồi, trong đèn thì có trong pin, trong laser thì có pin. Và tặng thêm 3 cục pin ở ngoài nữa, 210.000. Ok chưa? Rồi, chào tạm biệt các bạn. Đó, hàng của mình là hàng đây, rồi khoan nha. Lấy cái hàng loại 2 cho các bạn xem. Nè, loại 2 đây. Nhìn nó đâu có khác gì đúng không? Nhưng mà chất liệu nó kém hơn. Rồi, nhìn cái cánh phượng nè. Cũng khó ha, qua điện thoại khó nhìn mà khó mà biết nó khác chỗ nào. Chỉ thấy màu nó hơi khác tí thôi đúng không? Cái này nó bằng hợp kim nè, nó sáng hơn. Còn cái này không biết nó bằng cái gì nhưng mà nó rất là nhạt. Nó rẻ hơn tới 4 mấy ngàn. Mình chỉ lấy thử một cây về thôi, xem nó có, xem nó như thế nào, có thể sử dụng ok hay không. Nhưng mà với cái giá tiền như thế này là bình dân rồi. Nếu mà lấy cái này thì nó rẻ hơn 40 ngàn nha. Nếu bạn nào mà muốn chơi cái hàng rẻ thì mình sẽ bán luôn cho các bạn, để các bạn về các bạn xem, các bạn biết. Chứ không mà tại sao, tại sao mà ông này bán cái này tới 201 mà trên thị trường người ta bán có 180, 190. Thì đây, ai mà thích rẻ hơn thì rẻ hơn 40 ngàn luôn, chính 170 thôi. Nếu ai thích bán luôn nha, thì bán cho các bạn nào mà cố tình muốn mua rẻ thôi. Đó, chẳng khác cái gì cả, khác chất liệu thôi. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn sức khỏe nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.